Này, cô đi làm muộn cả tiếng đồng hồ mà vẫn bình thản nhỉ? Cô có tin tôi phạt cô? Ai, khá quá nhỉ? Nhưng mà chỗ này vẫn chưa đủ đâu. Em đi muộn cả tuần. Em đóng phạt cả tháng. Dư bao nhiêu cho sếp luôn. Ui giời. Em hôm nay tăng ca nhá, có hình VIP. Không, em bận lắm, chẳng có thời gian đâu. Em không phải yên tâm, có thưởng mà. Thôi thôi thôi, lương 3 cọc 3 đồng. Em chán lắm rồi, em nghỉ việc đây. Chào sếp. Úi rồi, con này làm việc vì đam mê à?